xin chào tất cả các bạn học sinh của học văn Trị Hiên, trung học cơ sở lớp 6789. Các bạn ơi, không biết là các bạn đã ăn cơm chưa ạ? Nếu các em đã ăn cơm rồi và chuẩn bị ngồi vào bàn học rồi thì đừng quên nhá, hãy dừng lại ở đây một chút xíu cùng với chị để cùng chị định hướng các dạng bài viết ôn thi vào 10 trong năm học này. Và chúng ta có thể thấy rằng năm học này là một năm học mà có khá là nhiều những thử thách dành cho các em, đúng không ạ? Chúng ta làm quen với chương trình mới, chúng ta thi một cấu trúc thi hoàn toàn mới và với những dạng bài cũng vô cùng mới. Thế cho nên việc chúng ta học và chúng ta có những định hướng cho những dạng bài viết để cho phục vụ cho kỳ thi vào 10 là một điều rất cần thiết. Thế cho nên những bạn nào đã vào đây xem phần phát trực tiếp của chị rồi thì đừng quên nhé, hãy gửi lời chào đến chị và hãy chia sẻ phần phát trực tiếp này để lưu lại tường của chúng ta. Sau này khi mà các em muốn tìm lại để chúng ta học thì các bạn vẫn có tư liệu để các bạn học, đúng không nào? Rồi, chị xin chào các bạn. Các bạn có thấy là hiện tại thì đã có rất nhiều sở giáo dục đã ra đề thi minh họa rồi. Chị thấy có sở Hà Nội đã ra đề minh họa, sở Hải Phòng cũng đã ra đề minh họa, sở Quảng Nam cũng đã ra đề minh họa. Và các bạn thấy có một điểm chung là có một số tỉnh rất là bám sát yêu cầu cần đạt của chúng ta. Và đặc biệt là sao ạ? Chúng ta sẽ học những dạng bài viết không chỉ là kiến thức của lớp 9 mà có cả kiến thức của lớp 8. Thế cho nên các bạn phải thấy được cái tầm quan trọng của việc các bạn học nắm chắc tri thức ngữ văn, nắm chắc kiến thức ngữ văn để các bạn xử lý được tất cả các dạng bài. Chứ không phải là chỉ là năm nay bạn học lớp 9 thì bạn chỉ tập trung vào cái chương trình thi lớp 9 thôi. Không phải như thế các em nhá. Hãy nhớ rằng ở chương trình mới, người ta sẽ phổ rộng tất cả những kỹ năng và kiến thức của các em. Và đi thi người ta sẽ kiểm tra kỹ năng và kiến thức của các bạn đã học được trong bậc học trung học cơ sở, chứ không chỉ riêng lớp 9 như trước đây. Như trước đây thì có thể là sao ạ? Các bạn học tác phẩm nào của năm lớp 9 thì các bạn sẽ thi vào tác phẩm đó. Thế nhưng bây giờ mọi tác phẩm, mọi thể loại, mọi tác giả từ lớp 6 cho đến lớp 9 các em đều có thể gặp ở trong đề thi vào 10. Thế cho nên hết sức lưu ý cho chị được chưa nào? Rồi các bạn ơi, nhanh chóng vào đây cùng với chị nhá. Rồi chị chào Ngọc Anh, chị xin chào bạn Ly đúng không ạ? Rồi xin chào các em. Nhanh chóng gửi lời chào đến chị nào và đừng quên nhá, hãy chia sẻ phần phát trực tiếp này cho chị. Được chưa? Không biết là ở đây thì các bạn học những cái bộ sách nào ạ? Đa phần là các em học kết nối tri thức này, hay là học cánh diều, hay là các bạn học chân trời sáng tạo. Các em đang theo học những bộ sách nào ạ? Có thể comment xuống cho chị biết không? Các em có thể comment xuống cho chị biết không? Bởi vì các bạn thấy đấy, tuy mỗi bộ sách những phần đọc văn bản là khác nhau, hay là những thứ tự những phần bài viết là khác nhau, nhưng tự chung lại sau khi mà các bạn đã học xong kỳ 1, sau khi mà các bạn đã học xong kỳ 2 và sau khi các bạn đã hoàn thành cả năm học lớp 9, chúng ta đều phải hướng đến một cái yêu cầu cần đạt chung, đúng không ạ? Tất cả các bạn đều phải cần đạt được cái yêu cầu cần đạt chung của chương trình giáo dục phổ thông 2018 liên quan đến môn ngữ văn. Ở đây chị đang thấy là các bạn đang học kết nối tri thức này, các bạn học chân trời sáng tạo này. Thế có bạn nào học cánh diều không ạ? Nào, có bạn nào đang học bộ sách cánh diều ở đây nữa không? Đó, để chị tổng hợp lại. Ngày hôm nay chị sẽ có một nhiệm vụ, đó chính là tổng hợp lại tất cả những dạng đề, những dạng bài viết có thể thi vào 10 của các em liên quan đến cả 3 bộ sách ạ. Nhá, liên quan đến cả 3 bộ sách chứ không riêng bộ sách nào cả đâu ạ. Không riêng bộ sách nào cả. Vậy thì các bạn ơi, hãy để ý cho chị nhá. Đối với các dạng bài viết thi vào 10 thì chúng ta sẽ có hai cái dạng, đúng không ạ? Hai cái dạng ra đề. Đó, chúng ta sẽ có hai dạng ra đề và các em hãy nắm rõ cho chị nhá. Dạng ra đề của chúng ta, một là người ta sẽ ra đề là gì ạ? Ra đề là đoạn văn, có thể người ta sẽ cho các em viết đoạn, đúng không? Có thể người ta sẽ cho các em viết là gì ạ? Bài văn ngắn. Đó, nếu trong trường hợp người ta ra đề là viết đoạn văn thì các em hãy nhớ này, đoạn văn thì không cần quá dài. Đoạn văn của chúng ta thì không cần quá dài đâu ạ. Thường thường nó chỉ dao động trong khoảng 200 chữ
hoặc là 400 chữ mà thôi. Và khi mà đã sang là đoạn văn rồi á, thì điểm số của đoạn văn thường thường sẽ là 2 điểm nếu ra đoạn nhá. Còn nếu ra bài văn thì làm sao ạ? Nếu ra bài văn thì làm sao ạ? Chúng ta sẽ được là 4 điểm. Được chưa nào? Chúng ta sẽ được bài văn là 4 điểm. Thế thì hãy nhớ, kể cả về nghị luận xã hội hoặc nghị luận văn học, người ta đều có thể ra đoạn hoặc là bài. Vậy thì khi đi thi các bạn phải căn cứ vào xem là gì ạ? À, cái dạng mà đoạn đó, người ta sẽ ra vào nghị luận văn học hay nghị luận xã hội nhá. Không hề có một cái quy chuẩn nào cho việc là đoạn văn thì phải là nghị luận xã hội mà bài văn thì phải là nghị luận văn học. Không hề có cái quy chuẩn đó. Thế cho nên trong quá trình mà các bạn ôn luyện này, trong quá trình mà các bạn đi thi này, các bạn phải nhận ra rõ cái điều đó cho chị. Đúng không nào? Đó, phải nắm bắt được là đề người ta yêu cầu là gì, lệnh đề người ta yêu cầu các bạn làm cái gì. Đó, giống như đề của Hà Nội á, chúng ta thấy là đề viết đoạn lại vào nghị luận văn học, đúng không ạ? Đó, vào nghị luận văn học. Thế cho nên là chúng ta không thể nào mà đoán được là tớ nghĩ rằng đoạn văn thì sẽ ra nghị luận xã hội, không có chuyện đó. Thế cho nên bây giờ chị sẽ định hướng cho các em một số dạng bài viết để có thể ôn thi vào 10 trong chương trình ngữ văn lớp 9 năm nay. Dạng đầu tiên mà chị muốn chú ý đến cho các bạn đó chính là viết bài văn về một vấn đề cần giải quyết, dạng 1. Dạng 1 đó chính là viết bài văn, viết bài văn nghị luận. Viết bài văn nghị luận về một vấn đề, về một vấn đề. Và vấn đề này đang cần giải quyết. Vậy thì các bạn có thể thấy nhá, ở trong sách giáo khoa kết nối tri thức các bạn đã được học dạng này rồi. Nếu các em học cùng học văn chị Hiên thì các bạn đã được học dạng này ở ngay những bài đầu tiên các em ạ. Ở ngay những bài đầu tiên các bạn đã được học dạng này rồi. Các bạn phải thấy rằng đây là một bài thuộc kiểu bài nghị luận xã hội. Nghe cái là chúng ta biết ngay, về một vấn đề cần giải quyết là chúng ta biết ngay đây là dạng nghị luận xã hội. Đúng không ạ? Kiểu bài nghị luận xã hội. Trong đó thì người viết sẽ nêu lên những cái lý lẽ, bằng chứng để phân tích một vấn đề cần giải quyết. Và từ đó chúng ta sẽ đưa ra được các giải pháp thuyết phục khả thi cho một vấn đề. Có nghĩa là bài này sẽ tập trung cho các bạn ở năm lớp 9. Đó chính là việc các em cần nêu ra giải pháp. Nêu ra giải pháp. Đây chính là luận điểm trọng tâm của các em với dạng đề này. Đúng không ạ? Về nội dung thì các bạn phải làm gì ạ? Các bạn cần phải xác định, phân tích được các vấn đề cần giải quyết là gì. Rồi đề xuất được những cái giải pháp phù hợp. Và giải pháp này các em ơi, các em phải nhớ rằng nó có tính khả thi. Khả thi ạ. Bởi vì sao chị lại khoanh tròn từ khả thi? Vì sao? Các bạn hãy nhớ nhá, ở các năm học lớp 6, lớp 7, lớp 8, các em có thể viết nghị luận xã hội với nhiều lý lẽ, với nhiều bằng chứng, với nhiều giải pháp. Nhưng có lẽ những giải pháp đó chỉ nằm ở việc là các bạn nêu ra giải pháp thôi. Còn lên đến năm lớp 9 thì các bạn phải có một cái yêu cầu cao hơn về việc chúng ta làm bài nghị luận xã hội như thế nào. Và đối với các giải pháp thì các bạn phải có tính khả thi, có nghĩa là gì? Phải thực hiện được. Ai là người thực hiện giải pháp đó? Giải pháp đó sẽ được thực hiện như thế nào? Và kết quả sau khi thực hiện giải pháp đó ra sao thì đấy gọi là gì ạ? Giải pháp khả thi. Được chưa nào? Thế thì nếu các bạn học ở năm lớp 9 mà các em lại cứ nghĩ rằng chúng ta vẫn có cái tư tưởng là chúng ta viết nghị luận xã hội như lớp 6, lớp 7, lớp 8 thì đồng nghĩa với việc các bạn không đạt được yêu cầu cần đạt. Được chưa nào? Nhớ điều đó cho chị nhá. Đó, lên ở cái bậc học lớp 9 á, thì các bạn phải nhớ rằng là giải pháp phải khả thi. Và tất cả những cái lý lẽ, những cái dẫn chứng, những cái bằng chứng, những cái luận điểm của các em đều phải rõ ràng, rành mạch. Đó, phải có được cho mình cái gì ạ? Những cái tư duy và lập luận sắc bén thì cái bài nghị luận xã hội đó của các bạn mới coi là thành công. Đúng không? Đó, đấy là về mặt nội dung chị yêu cầu các bạn phải đưa ra được giải pháp khả thi. Ok không nào? Tiếp nhá. Về hình thức thì sao? Chúng ta phải đảm bảo được cấu trúc. Hãy nhìn này, người ta nói là gì?
Bài. Bài ạ, chứ không phải là đoạn đâu ạ. Chúng ta học là học gì ạ? Học bài. Thế cho nên phải đảm bảo cho chị cái cấu trúc bao gồm gì ạ? Cấu trúc bao gồm mở bài, thân bài và kết bài. Được chưa nào? Phải đúng cấu trúc. Trong trường hợp nhá, trong trường hợp các bạn đi thi á, các bạn cảm thấy là sao ạ? Các bạn cảm thấy là ô, sao thời gian hết nhanh thế? Mình chưa viết xong phần thân bài mà, mình chưa gọi viết đến cái phần kết bài mà, thì phải làm như thế nào bây giờ? À, vậy thì cái lời khuyên của chị dành cho các em đó chính là các bạn phải nhanh chóng kết thúc luôn phần thân bài. Đó, viết đề xuất ra một hai giải pháp cũng được và sau đó xuống kết bài luôn. Để làm gì? Để cho chúng ta không bị mất điểm về mặt bố cục. Bởi vì các bạn thấy rằng trong bao em đáp án, chúng ta sẽ có một điểm liên quan đến gì ạ? Đảm bảo cấu trúc của một bài văn nghị luận, gồm mở thân kết. Nếu trong trường hợp các bạn không đảm bảo cấu trúc mở thân kết thì các bạn sẽ bị trừ điểm về cấu trúc bài làm. Đó, sau đó thì các bạn mới bị trừ điểm những cái phần bị thiếu. Các em phải nhớ điều đó nhá. Có nhớ điều đó không ạ? Hãy nhớ lời khuyên của chị trong ngày hôm nay. Trong trường hợp đi thi, các bạn vẫn chưa làm xong được bài thì phải nhanh chóng chóng kết bài để không bị mất điểm bố cục. Đó, các bạn đã bị mất điểm bố cục rồi, các bạn còn bị trừ điểm những phần thiếu nữa. Thì trời ơi, các bạn bị mất rất nhiều điểm luôn ạ. Và 0,25 điểm cũng là ranh giới giữa trượt và đỗ rồi, chứ không nói gì là 1 điểm rồi 2 điểm. Đó nhá, thế thì về hình thức là phải đảm bảo cho chị được cấu trúc này. Phải nhanh chóng hoàn thiện bài với đủ cấu trúc cho chị. Tiếp đến, người ta sẽ yêu cầu các bạn về mặt gì ạ? Lập luận. Lập luận có chặt chẽ hay không? Có đưa ra được những lý lẽ và bằng chứng để làm sáng tỏ luận điểm hay không? Thường thường trong một bài viết các bạn cứ đưa cho chị khoảng 3 cái lý lẽ. Đó, 3 lý lẽ rồi cộng 3 bằng chứng trở lên là được. Bởi vì lớp 9 rồi mà, đâu còn trẻ con như lớp 6 nữa mà chỉ cần 2 lý lẽ, 2 bằng chứng, đúng không? Đó, thì cho nên chúng ta cứ từ 3 trở lên là ok. Tùy vào cái thời gian còn lại của các bạn. Đó, tùy vào cái thời gian mà các em làm bài này. Rồi các luận điểm, những cái lý lẽ bằng chứng được sắp xếp phải theo trình tự hợp lý. Đó, phải theo trình tự hợp lý. Chứ không phải là chúng ta đang bàn về lý lẽ 1 thì bằng chứng phải là bằng chứng 1. Chứ không phải là chúng ta đang bàn về phần ý nghĩa mà chúng ta lại đi lấy một cái bằng chứng liên quan đến thực trạng. Không thể như thế được các em nhá. Đó, thì các bạn phải nắm được cái quy tắc khi mà chúng ta viết nghị luận xã hội. Chúng ta đang nói về thực trạng, đưa ra một cái con số nào đó là bằng chứng liên quan đến thực trạng. Khi mà chúng ta nói về ý nghĩa thì chúng ta sẽ đưa ra một số những cái hoạt động thiện nguyện, ví dụ là như vậy. Hay là một số những cái hành động đẹp của con người khi mà thực hiện cái gì ạ? Những cái giải pháp đó. Để từ đó làm sao đưa ra được cái thông điệp cho người đọc là chính vì thế chúng ta cũng hãy hành động đi, chúng ta cũng hãy làm đi, chúng ta hãy cùng chung tay giúp cho đất nước thêm sạch đẹp đi. Ví dụ là như thế, được không? Thì đấy là việc các bạn phải lý lẽ nào thì bằng chứng đó, chứ không phải lý lẽ một đằng mà bằng chứng một kiểu, thế là không ok đâu nhá. Đó, rồi. Nhất trí, xin chào các em. Chị đang thấy là có rất là nhiều bạn mới vào này. Xin chào Quỳnh Mai, một bạn học sinh của lớp chị đúng không? Rồi, xin chào các bạn. Được chưa nào? Thế thì dạng 1 khi mà các bạn định hướng ôn thi vào 10 các bạn phải học, đó chính là dạng viết bài văn nghị luận về một vấn đề cần giải quyết liên quan đến nghị luận xã hội. Được chưa? À, vậy thì đối với cái dạng này, các bạn ơi, các bạn vô cùng may mắn. Chị phải nghĩ rằng là các em rất may mắn khi mà sao ạ? Khi mà các bạn có được một cái ấn phẩm rất là... chị nghĩ là nó sẽ là một cái công cụ rất là hữu ích để cho các bạn học tốt được cái dạng này. Đó chính là cuốn sổ tay. Cuốn sổ tay chinh phục nghị luận xã hội. Cuốn sổ tay chinh phục nghị luận xã hội. Ở đó thì đối với tất cả các dạng từ lớp 6, lớp 7, lớp 8 cho đến lớp 9, các em đều có được phần phương pháp cũng như là phần văn mẫu này. Đó, rồi các công thức để cho các em áp dụng vào bài văn nghị luận. Thế thì các em có thể tìm đọc cuốn sổ tay chinh phục nghị luận xã hội này các em nhé. Hiện tại thì nếu các bạn muốn đọc cuốn sổ tay này thì các em nhắn tin luôn trên bếp đi ạ. Nhắn luôn về bếp bảo là chị ơi, em muốn tham khảo cuốn sổ tay chinh phục nghị luận xã hội, thì đội ngũ của Hoa Văn chị Hiên sẽ gửi cho các bạn cái bản đọc thử của cuốn này.
thì các em có thể xem nhá. Bởi vì như chị đã nói đấy, không phải là các em chỉ thi kiến thức lớp 9, mà có những sở giáo dục họ cho thi cả kiến thức của lớp 8, họ cho thi cả kiến thức của lớp 7. Thế thì việc của các em bây giờ ấy là các em vừa phải ôn lại kiến thức của các bậc lớp dưới, vừa phải học thêm cả kiến thức lớp 9 nữa, rất là nặng đúng không ạ? Vừa nặng mà vừa khó. Và các bạn có thể hình dung là những năm trước đây ấy, các bạn đang vô tình bỏ qua rất nhiều phần tri thức ngữ văn. Các em có đồng ý với chị điều đó không? Nào, các bạn học sinh của chị ạ, các em có đồng ý với việc là trước đây các em luôn bỏ qua tri thức ngữ văn rất nhiều? Có thể comment xuống cho chị biết không? Để chị có những cái định hướng cho các em để các em học tốt trong năm học này. Có phải là các em luôn bỏ qua phần tri thức ngữ văn mà các em vào đọc hiểu văn bản luôn, xong rồi các em đi học bài viết luôn? Đó, tri thức ngữ văn chỉ là lướt qua mà thôi. Có phải thế không ạ? Đâu rồi? Không thấy tương tác với chị gì. Đâu ạ? Các bạn có thể comment xuống cho chị biết nhá. Nào, đúng rồi à, thế đúng không? Đó, các bạn khác thì sao ạ? Các bạn khác thì sao? Các em học có học kỹ kiến thức ngữ văn không? Và một cái sự cảnh tỉnh của chị dành cho các bạn học sinh ngày hôm nay khi mà nghe phần phát trực tiếp của chị nhé. Đó chính là tầm quan trọng của việc các em phải học tri thức ngữ văn. Các em ạ, bởi vì hãy nhớ này, tri thức ngữ văn, chị viết tắt ạ, nó sẽ là công cụ để các em đi khám phá các bài sau. Bài 1 bao giờ của các em, tác giả sách giáo khoa nhá, họ đã có những cái dụng ý của họ. Và các bạn phải hiểu được tại sao tri thức ngữ văn lại là bài đầu tiên trong mỗi bài lớn của các bạn. Bởi vì nó chính là công cụ để các em đi khám phá các bài sau. Các em mà không học kiến thức ngữ văn thì khi đọc hiểu văn bản các bạn đang đi đọc học mò. Chị khẳng định lại nhá, các bạn đang đi học mò văn bản. Các bạn không có kiến thức công cụ để các bạn đọc văn bản. Các bạn có thấy thế không? Thế cho nên các bạn sẽ rất khó khăn, gặp một cái tình trạng rất khó khăn trong việc là đi đọc một văn bản mới, không biết khai thác như thế nào. Đó, khi mà gặp một văn bản mới các bạn không biết đặc trưng thể loại của nó ra sao, không biết cảm nhận về văn bản ấy như thế nào. Thì đấy là việc các bạn đang bỏ qua cái công cụ để chúng ta học. Thế cho nên, năm học lớp 9 này, chị rất mong rằng các bạn hãy học chắc cho chị kiến thức ngữ văn, để các em không bị một cái tình trạng đó chính là gì ạ? Lơ mơ trong cái quá trình đọc hiểu thể loại, không biết đọc hiểu thể loại với những tiêu chí nào. Bây giờ chị bảo các bạn đi đọc một văn bản truyện đi ạ, thì các em cần chú ý gì khi mà đọc văn bản truyện đây? Còn nhớ không? Sự kiện nó là gì? Đúng không? Điểm nhìn là gì? Không nhớ. Chính vì cái việc các bạn không học tri thức ngữ văn cho nên các bạn không phân tích được một bài sâu và hay đâu ạ. Đó, thế cho nên là nhá, hãy nhớ cho chị là hãy học tốt tri thức ngữ văn cho chị, sau đó thì chúng ta mới chuyển sang khám phá văn bản, khám phá những cái phần sau của các em. Được chưa nào? Nhá, rồi, đấy là dạng đầu tiên mà chị muốn nói. Dạng thứ hai, Dạng hai mà các bạn cần lưu ý á, đó chính là một cái dạng về nghị luận văn học. Đó là viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học. Chị viết tắt. Thế thì nhìn vào đây các bạn biết ngay nó là dạng nghị luận văn học hay nghị luận xã hội ạ? Dạng gì đây? Trên này có một dạng về nghị luận xã hội rồi, thì đây là dạng gì ạ? Nghị luận văn học hay nghị luận xã hội nhỉ? Hỏi một câu rất là dễ để các bạn comment mà không thấy bạn nào comment đây. Không biết là như thế này thì lần sau là chị có lên để chị phát trực tiếp hướng dẫn các em không? Đó, hãy nhớ nhá, đây là dạng nghị luận văn học của chúng mình. Đây chính là dạng về nghị luận văn học. Đúng rồi, thế thì hãy nhớ này, phân tích một tác phẩm văn học thuộc kiểu bài nghị luận văn học. Và trong đó thì người viết sẽ dùng lý lẽ bằng chứng để làm sáng tỏ. Làm sáng tỏ cái gì? Có những cái yếu tố sau cần làm sáng tỏ ở trong bài này này. Chủ đề, đúng không? Làm sáng tỏ chủ đề. Rồi những nét đặc sắc về gì? Còn nhớ không ạ? Nét đặc sắc về gì? Hình thức nghệ thuật. Đó, nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật.
Đấy, và gì ạ? Và hiệu quả, và hiệu quả của những cái hình thức nghệ thuật ấy đối với việc thể hiện nội dung, đối với việc thể hiện nội dung đó. Nhưng nhìn vào đây có một thực tế cho thấy rằng là gì ạ? Các bạn học sinh của chúng ta vẫn đang đi phân tích một tác phẩm văn học theo cái gì? Theo cái gì ạ? Theo tổ tiên mách bảo à? Theo cái việc là chúng ta dường như là chúng ta chưa nhận ra được các cái đặc sắc về hình thức nghệ thuật, đúng không? Chúng ta đọc một câu thơ lên, chúng ta cảm thấy nó như thế nào thì chúng ta diễn ra thôi. Các bạn đang như là diễn xuôi nó ra. Đó, hay là đọc tác phẩm truyện chẳng hạn, các bạn nhìn thấy cái câu văn ấy đang nói về cái gì thì các bạn cũng nói nó ra thôi, chứ không phải là việc các bạn đi phân tích đúng theo cái từ phân tích mà nó định nghĩa. Đó, thế thì các bạn phải thấy nhá, chúng ta phân tích được chủ đề, thế thì phải nắm được tri thức ngữ văn, đâu là căn cứ để xác định chủ đề. Đó, căn cứ vào đâu để xác định chủ đề? Nào, thế bây giờ các bạn có biết căn cứ vào đâu để xác định chủ đề không? Có biết không? Không đúng không? Đó, thế thì thấy được cái tầm quan trọng của việc học tri thức ngữ văn chưa? Nhá. Đấy, thế chúng ta thấy là xác định chủ đề thì chúng ta phải dựa vào những cái gì ạ? Những cái thành tố cơ bản. Đấy, tạo nên được cái nội dung của tác phẩm. Ví dụ như là gì? Cốt truyện, rồi chi tiết, rồi nhân vật, sự kiện, xung đột, mạch cảm xúc chủ đạo. Đó, trong đó thì các bạn phải nhớ lại kiến thức liên quan đến gì? Cốt truyện đơn tuyến, cốt truyện đa tuyến, số lượng và tính chất nhân vật như thế nào để xác định chủ đề chính và chủ đề phụ của các bạn. Các em có làm điều đó không? Chị nghĩ là không đâu ạ. Trước đây là không hề làm điều đó đâu ạ. Đúng không? Bởi vì tri thức ngữ văn thì không có, thì làm sao mà biết được chủ đề chính và chủ đề phụ là như thế nào, và căn cứ vào những cái thành tố nào để chúng ta xác định. Đấy nhá. Tiếp đến về những cái nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật. Đối với từng thể loại nó sẽ có những cái đặc sắc riêng. Với thơ thì chúng ta sẽ phải chú ý vào gì? Vào hình ảnh, vào ngôn ngữ, vào nhịp điệu, đúng không? Vào các biện pháp tu từ. Với chuyện thì các bạn sẽ chú ý vào cái gì? À, chú ý vào cái tình tiết, vào chi tiết, vào gì ạ? Nghệ thuật xây dựng nhân vật, vào điểm nhìn, vào ngôi kể, ví dụ là như thế. Đấy, vào kịch thì chúng ta sẽ chú ý vào gì? Xung đột kịch, đúng không? Cái lời thoại của nhân vật. Đó, và cuối cùng thì các em phải nhớ là từ cái hình thức nghệ thuật ấy mới suy ra nội dung. Từ hình thức nghệ thuật thì mới suy ra được nội dung, chứ không phải là việc các bạn cảm thấy thế nào thì các bạn ghi luôn vào như thế. Các bạn không đi theo trình tự là từ nghệ thuật sang nội dung thì người ta sẽ coi cái bài đó của các bạn là gì ạ? Bài diễn xuôi, đúng không? Người ta sẽ coi cái bài đó của các bạn là bài diễn xuôi, chứ không phải là bài cảm nhận, bài phân tích. Đấy nhá, được chưa? Đó. Rồi, và yêu cầu của chúng ta cũng như vậy. Khi mà viết một bài văn thì các bạn phải có lập luận chặt chẽ. Các bạn phải có những bằng chứng tin cậy từ trong tác phẩm. Có nghĩa là đi phân tích tác phẩm thì phải trích, bắt buộc nha, phải trích dẫn từ trong tác phẩm ra. Chứ không phải em thấy thế này, em thấy thế kia thì em viết vào. Nhất định phải trích bằng chứng. Phải trích bằng chứng. Ồ, nếu mà các bạn không trích bằng chứng nha, thì việc cái bài của các bạn rất là dễ bị lan man và sáo rỗng. Rồi người ta sẽ coi rằng là đây chỉ là bài phân tích suông mà không có một cái bằng chứng nào để chứng minh. Đó, và khi mà trích bằng chứng các em phải cho vào dấu ngoặc kép cho chị. Nhất định nhá. Bởi vì đấy là lời của nhà văn mà, lời của nhà thơ mà, chúng ta phải bắt buộc cho vào trong dấu ngoặc kép. Để xem nào. Rồi, đấy là gì ạ? Đấy là dạng viết bài văn phân tích. Và đây chính là hai dạng trọng tâm nhất các em ạ. Đây là hai dạng trọng tâm nhất. Một dạng liên quan đến nghị luận xã hội, một dạng liên quan đến nghị luận văn học. Vậy thì tiếp theo, đối với dạng thứ ba thì các bạn sẽ cần phải chú ý đến dạng nào? Nào, dạng thứ ba. Dạng ba. Với dạng ba này chị muốn nói đến một cái dạng, đó chính là gì ạ? À, viết đoạn văn. Đến viết đoạn văn rồi nhá. Viết đoạn, viết đoạn văn, ghi lại cảm xúc, về một bài thơ 8 chữ. Một bài thơ 8 chữ. À, vậy thì các em ơi, nhìn này, nhìn vào đây cho chị này.
đây sẽ là một cái dạng đấy liên quan đến viết đoạn, không phải là viết bài. Hai dạng trước là chị đã hướng dẫn các bạn viết bài rồi đúng không? Thế đây cấu trúc của nó sẽ là mở đoạn, thân đoạn và kết đoạn, đúng không? Không còn là mở bài, thân bài và kết bài nữa, mà là mở đoạn, thân đoạn và kết đoạn. Vậy thì hình thức của một đoạn văn là bắt buộc các bạn không được xuống dòng đâu ạ. Các em phải viết trong gói gọn trong một đoạn thôi. Và cái câu đầu tiên các bạn sẽ lùi đầu dòng, và tiếp đến là các câu văn sau cứ triển khai thôi, và chỉ gói gọn trong vòng một đoạn. Không được có một cái đoạn nào tách biệt ra mà lại lùi vào đầu dòng xong rồi viết tiếp. Thế thì đấy nó thành hai đoạn mất rồi, đúng không? Mà các bạn đã bị sai về mặt hình thức thì là các bạn bị trừ điểm thôi, không phải 5 điểm. Mất rất nhanh. Đấy nhá. Thế cho nên trong cái trường hợp mà các bạn đi thi ấy, các bạn phải để ý xem là lệnh đề của người ta là viết đoạn hay viết bài, để chúng ta có cái nhìn đúng đắn và xác định được cái cách viết đúng đắn cho mình. Và thường thường khi mà viết đoạn văn ấy, cái đoạn mà các bạn sẽ lựa chọn để viết dễ nhất đó chính là đoạn văn diễn dịch. Đoạn văn diễn dịch. Các em ạ, dễ chọn nhất và dễ viết nhất chính là diễn dịch. Diễn dịch thì là đoạn văn như thế nào ấy nhỉ? Có bạn nào có thể nói cho chị biết diễn dịch là đoạn văn như thế nào không? Các em có thể nói cho chị biết thế nào là một đoạn văn diễn dịch không? Còn nhớ không ạ? Nào, còn nhớ thế nào là một đoạn văn diễn dịch không đây? Hay là để chị nhắc lại? Rất là trông chờ, rất là trông mong những câu trả lời của các em đấy. Các em cứ mạnh dạn nhá, các em cứ mạnh dạn. À đúng rồi, đúng rồi, có một bạn đã trả lời đúng cho chị rồi. Chị rất là cảm ơn em. Đúng, câu chủ đề sẽ ở đầu đoạn. Và hãy nhớ khi mà người ta ra để viết đoạn ấy, hãy viết đoạn văn diễn dịch cho chị. Bởi vì sao? Nó sẽ có những lợi ích như sau nhá. Trừ khi trong trường hợp là đề người ta yêu cầu các bạn phải viết đoạn văn song hành, hay là viết đoạn văn móc xích, hay là viết đoạn văn quy nạp, thì các em mới viết theo thôi. Còn nếu mà người ta chỉ bảo viết đoạn văn không thì hãy lựa chọn hình thức là đoạn văn diễn dịch. Bởi vì nó sẽ có những lợi ích như sau. Khi đầu tiên nó sẽ giúp cho các em dễ dàng hơn trong việc định hình đoạn văn này các em sẽ đi viết về cái gì. Và câu chủ đề các em sẽ nêu luôn ở đầu đoạn văn. Sau đó các câu sau các em sẽ triển khai theo từng cấp độ ý để phục vụ cho cái câu chủ đề chính. Được chưa nào? Và cái lợi ích thứ hai của các bạn khi mà các bạn viết đoạn văn diễn dịch, đó sẽ giúp cho giáo viên nhìn nhận rõ luôn về đoạn văn của em đang viết về cái gì. Khi mà các thầy cô chấm, các thầy cô sẽ không phải tìm ý quá nhiều. Các thầy cô sẽ không phải tự đọc hết cả cái đoạn văn ấy để đi tìm xem là à vậy thì bạn này bạn đang viết cái gì đây, bạn ấy đang viết về cái chủ đề gì đây. Không phải như thế, thì sẽ rất tiết kiệm thời gian chấm cho các thầy cô, và các thầy cô cũng rất thiện cảm với các em. Các em nhớ nhá, hãy lựa chọn cho chị đoạn văn diễn dịch. Được không ạ? Đó. Thế thì đối với cái dạng văn này, các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta sẽ đi trình bày cảm nghĩ. Cảm nghĩ về một bài thơ, có nghĩa là em nghĩ về bài thơ ấy, em cảm nhận được gì sau khi mà em đọc cái bài thơ đó. Đó. Đầu tiên nhá, mở đoạn thì chắc chắn rồi, các bạn phải giới thiệu được gì ạ? Cái nhan đề của bài thơ, rồi tên tác giả, nêu cái cảm nghĩ chung của các em về cái bài thơ đó. Cảm nghĩ chung của các em về bài thơ đó nhá. À tôi cảm thấy là đọc xong cái bài thơ này thì sao ạ? Cái tình yêu quê hương nồng nàn tha thiết nó chảy tràn trong trái tim của tôi. Ví dụ là như thế. À, đầu tiên mở đầu bài thơ tác giả đã đưa người đọc đến với một miền quê, một xứ sở, hay là đến với một miền sông nước mênh mang, với những cái gì ạ? Con sóng hiền hòa chảy dài, đúng không? Đấy, chảy dài. Rồi, đấy chúng ta có thể nêu như vậy. Ví dụ là như vậy, dẫn dắt là như thế. Sau đó thì các bạn nêu những cái ý thể hiện cảm xúc, cái thể hiện cái suy nghĩ về một hoặc là vài cái nét độc đáo của bài thơ, đúng không? Bằng những cái hình ảnh thơ hết sức là sống động, bằng cái biện pháp tu từ liệt kê, hay là bằng gì ạ? À, những cái câu thơ sóng đôi nhịp nhàng uyển chuyển. Tác giả đã làm gì đó? Thì tác giả bắt đầu dẫn đưa người đọc đến với một cái thế giới nào đó, hay là đưa người đọc đi sâu hơn vào cái cảm xúc, vào những cái suy nghĩ, vào những cái trạng thái nào đó. Thì các bạn, điều đó các bạn sẽ được học, được không ạ? Cái cách dẫn dắt của các bạn thì các bạn sẽ được các thầy cô chỉ cho các bạn cách dẫn dắt nhá. Đó, thường thường là khi mà chị dạy viết văn thì chị luôn dạy các bạn cách dẫn dắt.
Đấy, dẫn dắt vào một cái biện pháp tu từ thì các bạn phải dẫn dắt như thế nào? Dẫn dắt khi mà nói đến nhịp thơ các bạn phải dẫn dắt ra sao? Rồi dẫn dắt khi mà các bạn nói về những cái đặc sắc nghệ thuật để thể hiện nội dung thì các bạn phải nêu như thế nào? Thì chị đều hướng dẫn học sinh của chị như thế để các bạn dễ dàng hơn. Và các bạn có thể dễ dàng hệ thống hóa những cái kiến thức của các em hơn. Đó, các bạn biết là cái trình tự của một bài viết các bạn phải đi từ cái gì đến cái gì. Chứ không làm sao ạ. Chứ không phải là các bạn nghĩ gì các bạn viết đó. Nghĩ gì các bạn viết đó cũng được thôi, nhưng mà các bạn sẽ không đúng được bố cục. Đúng không? Đó, phải thẳng thắn nhìn nhận với nhau là như vậy. Đúng không? Các em nghĩ gì các em viết đó, nhưng mà các bạn có đúng đâu. Đấy nhá, thì cái vai trò của cái việc là có những người định hướng, có những người chỉ đường cho các bạn, rồi có những cái cách hay là những cái phương pháp để giúp các em dễ dàng hơn trong việc học, thì các thầy cô sẽ luôn luôn tìm đến những cái phương pháp vô cùng mới để giúp các em dễ dàng hơn trong việc viết đoạn hay là viết bài. Đấy chứ nào, thế thì cái này các em sẽ được học đấy, được không? Lên trên lớp là các em sẽ được học. Rồi, sau đó khi mà các bạn nêu được các cái ý thể hiện cảm xúc xong thì các bạn khẳng định lại cái cảm nghĩ về bài thơ. Rồi ý nghĩa của nó đối với bản thân các bạn là gì? Rồi cái giá trị của bài thơ ấy trong nền văn học Việt Nam là gì? Ví dụ là như thế, đúng không? Đấy, nó giống như một cái tượng đài vậy. Hay nó giống như một cái bông hoa nở rộ giữa một cái vườn, giữa một cái khu vườn bát ngát những cái tác phẩm thơ ca. Có thể nói như thế, được không? Nhá, thì đấy là dạng thứ 3 mà chị muốn nói đến cho các bạn. Dạng thứ 4, dạng 4 mà các bạn sẽ phải trọng tâm để ôn thi vào 10, đó chính là dạng viết bài thuyết minh. Viết bài thuyết minh về một xanh lam thắng cảnh. Về một xanh lam thắng cảnh. À, vậy thì cái dạng này nó dễ hơn các dạng trước, nhưng nó lại khó hơn ở một cái điểm là các bạn phải có tri thức về một cái xanh lam thắng cảnh cơ, thì chúng ta mới có thể làm được. Đây sẽ là dạng văn thuyết minh, đúng không ạ? Đây sẽ là dạng văn thuyết minh. Đấy, thuộc cái thể loại là gì ạ? Văn bản thông tin. Thuộc thể loại văn bản thông tin. Và được viết nhằm cung cấp thông tin cho người đọc về một danh lam thắng cảnh nào đó. Thế thì đầu tiên về nội dung thì các bạn vẫn phải, hãy nhớ nhá, đây là bài nhá, chúng ta vẫn phải giới thiệu rõ ràng cụ thể về danh lam thắng cảnh di tích lịch sử đó thôi. Sau đó thì chúng ta sử dụng kết hợp những cái phương tiện phi ngôn ngữ và ngôn ngữ để có thể minh họa làm nổi bật cái thông tin. Rồi phải đưa đến cho người đọc những cái thông tin chính xác, rõ ràng, hấp dẫn về một cái danh lam thắng cảnh. Ví dụ các em đi làm sao ạ? Các em đi giới thiệu về Vịnh Hạ Long chẳng hạn. Thì các bạn phải biết được các hang, hệ thống hang động của Vịnh Hạ Long là như thế nào. Rồi các bạn phải biết được là với những cái gì ạ? Với những cái tuyệt tác thẩm mỹ của Vịnh Hạ Long, như Hòn Trống Mái, đúng không? Rồi những cái bức tranh rất là sơn thủy hữu tình ở đây, nó được thể hiện ra sao? Thì các bạn mới có thể nêu ra được. Có nghĩa là trước khi viết được một bài văn thuyết minh về một danh lam thắng cảnh, các em phải có tri thức về cái danh lam thắng cảnh đó đã. Các bạn phải đi tìm hiểu lịch sử ra đời, tìm hiểu về gì ạ, giá trị của nó đối với đất nước chúng ta. Giá trị không chỉ nằm ở mặt tinh thần mà nó còn nằm ở mặt vật chất. Nó có thể là những cái khu du lịch, nó có thể là gì ạ, để là nơi để chúng ta đi tham quan. Đó, rất là nhiều ý, đúng không? Rồi, tiếp tục dạng 5. Dạng 5 chính là dạng viết truyện kể sáng tạo. Nghe lạ không ạ? Viết truyện kể sáng tạo. Các em nghe có lạ không? Các em gặp dạng này ở các lớp trước chưa? Các bạn đã học dạng này ở lớp trước chưa ạ? Học chưa? Không biết học chưa à? Học hay chưa bây giờ cũng chưa biết à? Học hay chưa cũng chưa biết được. Biết chưa ạ? Có thấy là cái dạng này là dạng mới không? Có thấy dạng này là mới không? Rất là lười nhá. Mấy đứa này chị thấy là rất là lười tương tác với chị. Chị hỏi không thể tương tác với chị luôn ấy. Lần sau mà cứ không tương tác là chị không lên chị hướng dẫn nữa đâu. Không thấy tương tác gì với chị cơ. Đó, hãy nhớ này, cái dạng viết truyện kể sáng tạo của chúng mình ấy, nó là một cái dạng mới. Đúng rồi, nó là một dạng mới thuộc kiểu văn bản tự sự. Nó là dạng tự sự các em ạ. Dạng văn bản tự sự. Thế thì hãy nhớ nhá, trong cái dạng văn bản này
trong cái dạng văn bản này thì người viết dùng cái trải nghiệm cuộc sống và cái trí tưởng tượng của các bạn để sáng tạo nên một cái câu chuyện nào đó. Có nghĩa là giống như các bạn là một cái người mà sáng tạo ra một câu chuyện ấy. Các bạn tự viết cho mình một câu chuyện đó dựa trên trí tưởng tượng của chúng ta ấy. Các em nhớ không ạ? Các em biết không ạ? Đó, hơi khó nhưng mà cái dạng này nó sẽ giúp các em sáng tạo. Ồ, vì tên dạng nó đã có từ sáng tạo rồi mà. Thế thì đúng rồi, bản chất của nó sẽ giúp cho các em rất là sáng tạo. Các em thỏa sức thể hiện cái trí tưởng tượng của mình, thể hiện cái tài năng khi mà chúng ta kết nối các sự kiện với nhau để tạo nên một câu chuyện kể. Đó, thế thì về nội dung của cái dạng này, nó sẽ là những cái đề tài rất là gần gũi xung quanh các em thôi. Đấy, nội dung của câu chuyện thì thường gắn với một hoặc là một vài nhân vật trong một bối cảnh nhất định. Các em thích nghĩ đến nhân vật nào cũng được, các em thích sáng tạo ra nhân vật nào cũng được, đấy là tùy các em, bởi vì các em đang là chủ thể sáng tạo của cái câu chuyện này, của cái chuyện kể này, đúng không? Nhưng cuối cùng tự chung lại, cái chuyện này nó phải truyền tải đến cho chúng ta một cái thông điệp nào đó. Câu chuyện phải có thông điệp nhá. Không phải là những câu chuyện mặc như ngôn ngữ của các em vẫn nói đấy, là những câu chuyện vô tri đâu ạ. Nó phải là câu chuyện đưa đến thông điệp đó. Rồi lựa chọn cái việc các bạn lựa chọn ngôi kể ra sao cũng là một cái điều rất là quan trọng khi mà các bạn viết chuyện kể, đúng không? Đó. Rồi, về hình thức thì hãy nhớ nhá, các bạn phải xây dựng được câu chuyện bao gồm các sự kiện chính rồi các chi tiết tiêu biểu, kết hợp tự sự với miêu tả với biểu cảm. Thì cái này các bạn viết nhiều rồi, viết tự sự thì bao giờ cũng thế rồi, luôn kết hợp với cả gì ạ, miêu tả và biểu cảm đó, được không? Thế thì trên đây chính là năm dạng văn chủ yếu mà chị muốn định hướng cho các bạn để các bạn ôn thi vào 10. Đây chính là năm dạng văn tập trung nhá, và hai cái dạng đầu tiên là hai dạng quan trọng nhất các bạn cần phải lưu ý, được không? Hai dạng đầu tiên là hai dạng quan trọng nhất cần phải lưu ý. Và ngoài ra các bạn sẽ học thêm cho chị dạng 3, dạng 4, dạng 5, cũng là những dạng mà các em sẽ được học ở trong chương trình của văn lớp 9. Được chưa nào? Ngoài ra các bạn sẽ thấy rằng là việc các bạn học chắc về tri thức ngữ văn, học chắc về kiến thức cơ bản trước khi mà bắt đầu một bài học nào đó nó cũng rất quan trọng. Thế cho nên ngay từ bây giờ, tất cả các em hãy nắm chắc cho chị phần đó và học đi học lại cho chị. Đừng bạn nào bỏ qua nhá. Đừng bạn nào bỏ qua cái phần đó. Được không nào? Rồi, không biết là bây giờ thì các bạn có muốn hỏi gì về môn văn nữa không ạ? Các bạn có muốn hỏi gì về nội dung ôn thi vào 10 của chúng mình không? Các bạn có thấy khó khăn gì không? Đó, nhá. Đấy, à, nghị luận văn học có giống với cảm thụ văn học không? Hãy nhớ này, cảm thụ văn học là cái khái niệm mà các bạn sẽ thường dùng ở trong bậc tiểu học. Đó, các bạn sẽ thường dùng cảm thụ văn học trong bậc tiểu học. Còn lên đến bậc trung học cơ sở thì chúng ta không dùng cái gì ạ, cái khái niệm cảm thụ văn học nữa, mà chúng ta sẽ dùng là nghị luận văn học. Kem nhá, là việc các bạn sẽ đi trình bày những lý lẽ, những cái bằng chứng liên quan đến một cái gì ạ, một cái tác phẩm văn học nào đó hay là một cái ý kiến văn học nào đó. Được chưa nào? Nhá, cảm thụ văn học thì sẽ thường thường các bạn sẽ gặp ở trong bậc tiểu học nhiều hơn. Còn lên đến bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông chúng ta không còn gọi là cảm thụ văn học nữa đâu ạ. Đấy nhá, nhớ chịu điều đó. Rồi, các bạn khác thì sao ạ? Hiện tại thì các bạn đã bắt đầu học những bài đầu tiên của chương trình ngữ văn lớp 9 chưa? Hiện tại thì các bạn học sinh của học văn chị Hiên thì đã học xong, học đến bài 3 của sách giáo khoa rồi đấy. Các bạn ấy đã học xong bài 3 rồi đấy và chỉ còn khoảng 7 bài nữa thôi là các bạn sẽ vào ôn thi rồi, vào giai đoạn ôn thi và làm đề rồi, luyện đề rồi. Đó, thì rất là nhanh đúng không? Bởi vì cái cường độ học của các em ở năm lớp 9 phải đẩy nhanh tốc độ hơn rất là nhiều. Với một cái yêu cầu của chương trình rất là mới và rất là khó như thế này thì các bạn cần phải dành cho mình nhiều thời gian hơn để ôn luyện, kể cả văn, kể cả toán, kể cả tiếng Anh hay là kể cả các môn mà các bạn sẽ sử dụng để thi vào 10. Đồng ý với chị không nào? Chứ không chỉ riêng môn văn. Đó, rồi nhá. Ok chưa? Rồi, chị chào Tài Vũ, xin chào em. Rồi, ở thời điểm hiện tại nhá, những bạn nào mà vẫn còn đang mông lung hoặc là những bạn vẫn còn đang chênh vênh trong việc là chúng ta phải học văn như thế nào và chúng ta phải ôn văn ra sao thì chị nghĩ rằng là các em có thể tham khảo một số những cái khóa học của học văn chị Hiên.
Đó, các em cứ nhắn tin về trên bếp xin tư vấn về lộ trình học hoặc là tư vấn về khóa học thì các anh chị admin sẽ hướng dẫn các em. Khi mà các bạn có những người dẫn dắt, có những người định hướng thì chắc chắn rồi cái việc mà học văn của các em sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Đó, hoặc là các em có thể ở nhà các em tự học thông qua những cuốn sách hay là thông qua những cuốn tài liệu. Đó, thì các em có thể hoàn toàn tự học được, không sao. Sách văn mẫu dùng cho cả ba bộ sách. Chị nghĩ rằng nha, chị nghĩ rằng là đối với nghị luận văn học ấy thì chúng ta biết rằng là kể cả có văn mẫu đi chăng nữa thì nó chỉ mang tính chất tham khảo mà thôi. Thế cho nên là với nghị luận văn học thì hiện tại Học Văn chị Hiên chưa có những đầu sách liên quan đến nghị luận văn học để có thể cho các bạn học sinh lớp 9. Nhưng về nghị luận xã hội nó sẽ dễ dàng hơn và nghị luận xã hội nó sẽ rõ ràng hơn trong việc mà triển khai những cái cấp độ. Thì hiện tại Học Văn chị Hiên đã có cuốn liên quan đến nghị luận xã hội rồi đấy ạ. Và trong ngày hôm nay nếu mà các bạn đặt mua cuốn nghị luận xã hội thì các em sẽ được giảm 40% nhá. Đó, đặt mua sách nghị luận xã hội là các em sẽ được giảm 40% ạ. Đó, các em có thể tham khảo. Và hãy nhớ này, với những cái đề thi minh họa vừa rồi chúng ta có thể nhìn thấy ở các sở giáo dục đã ra đề thi minh họa ấy, thì nghị luận xã hội sẽ thường thường là bài văn, và đã là bài văn thì nó sẽ chiếm 4 điểm trong bài thi vào 10 của các em. Thế cho nên nghị luận văn học nghị luận xã hội sẽ là cái dạng trọng tâm chủ yếu trong năm học này, trong năm học tới này, trong năm học các em bắt đầu học với này. Đó, bởi vì năm đầu tiên khi mà thi ấy, thì người ta sẽ để nghị luận xã hội là cái câu nhiều điểm hơn nghị luận văn học. Nghị luận văn học sẽ là câu thường thường nhé, sẽ là cái câu đoạn văn. Còn nghị luận xã hội sẽ là để là bài văn để cho các em viết. Thế thì bài văn thì bao giờ nó cũng đạt 4 điểm rồi, rất là cao đúng không? Thế cho nên cái việc các bạn chú trọng học nghị luận xã hội cho chị cũng là điều rất là quan trọng. Và nếu các bạn muốn đặt sách về nghị luận xã hội có cả phương pháp, có cả văn mẫu, gồm hai cuốn đấy, hơn mỗi cuốn hơn 200 trang để cho các em có thể tham khảo cơ. Rồi ở trong đó có những cái công thức để các em dẫn dắt thì ngay ngày hôm nay các bạn đặt mua các bạn sẽ được giảm 40% so với giá đấy ạ. Cho em xem demo được nhá em nhá, em nhắn tin cho chị đi ạ, chị sẽ cho em bản đọc thử luôn ạ. Và Học Văn chị Hiên sẽ có một bản đọc thử rất dài, gần 30 trang sách đọc thử cơ ạ. Chị sẽ có gần 30 trang sách cho các em đọc thử cơ, cho nên các em yên tâm nhá. Bởi vì mỗi cuốn sách của Học Văn chị Hiên đều hơn 200 trang. Thế cho nên chị đã dành hơn 30 trang, gần 30 trang sách để cho các em đọc thử về nghị luận xã hội. Đó, các em cứ nhắn tin về bếp đi ạ. Các em nhắn tin về bếp xin bản đọc thử đi là chị sẽ gửi cho các em nhé. Được chưa nào? Vậy thì chị mong rằng trong năm học này là một năm học nhiều thử thách nhưng cũng là một năm học để các bạn chứng tỏ bản thân của các bạn. Nhá, cũng là một năm học để các bạn chứng tỏ bản thân của các bạn. Và việc mà chúng ta có chăm chỉ hay không, chúng ta có nỗ lực hay không đều phụ thuộc vào cái thời gian các bạn bỏ ra cho từng môn học và cái quyết tâm của các bạn như thế nào đối với cái kỳ thi vào 10 này. Thế cho nên trong buổi ngày hôm nay khi mà chị định hướng các dạng bài viết thì các bạn đã biết được đâu sẽ là dạng trọng tâm để chúng ta ôn thi vào 10 rồi. Và ngay từ bây giờ hãy dành thời gian để có thể ôn luyện những dạng này. Bằng cách nào? Bằng cách hãy nghe nhiều, hãy đọc nhiều và đặc biệt là hãy viết nhiều cho chị. Nếu trong trường hợp các bạn viết các bạn không có ai chấm chữa cho thì các bạn có thể đăng ký gói chấm chữa của Học Văn chị Hiên. Còn không các bạn hoàn toàn có thể hỏi các thầy cô trên lớp là em viết bài như thế này đã ổn chưa cô? Có cái phần nào em cần phải sửa đổi không cô? Thì giáo viên sẽ là người hỗ trợ các em hết sức trong việc là dẫn dắt các em để các em có điểm cao nhất. Các em đồng ý không ạ? Nhá. Đó. Rồi, chị có tài liệu hướng dẫn công thức viết đoạn văn ghi lại cảm xúc không ạ? Hiện tại thì cái phần đoạn văn ghi lại cảm xúc thì chị chưa có nhiều. Chị chưa có nhiều về cái tài liệu công thức viết đoạn văn. Với nghị luận văn học, chúng ta thường thường sẽ có một vài những cái công thức để viết mở bài, kết bài, rồi mở đoạn, kết đoạn. Còn sâu hơn về phần thân bài thì các bạn chỉ có được tài liệu khi mà tham gia khóa của Học Văn chị Hiên thôi. Đấy là những tài liệu đặc quyền của học sinh đăng ký khóa học của Học Văn chị Hiên mới có được công thức viết thân bài và dẫn dắt vào từng phần cụ thể. Các em nhớ, đó, các em thông cảm với chị. Được chưa nào? Rồi, các bạn ơi, nhất trí chị sẽ gửi bản đọc thử cho các bạn nhá. Chị sẽ gửi bản đọc thử cho các bạn yên tâm ạ.
các bạn yên tâm là chị sẽ gửi bản đọc thử cho các em. Ok, vậy thì nếu không có câu hỏi nào khác thì chị sẽ xin phép là tạm dừng phần phát trực tiếp của mình tại đây. Và hẹn gặp lại các bạn trong tuần sau, chị lại tiếp tục phát trực tiếp để định hướng cho các bạn cách làm từng dạng bài một trong chương trình của Văn lớp 9. Các bạn có đồng ý không? Các bạn có mong muốn là được gặp lại chị để có thể học thêm sâu hơn về từng dạng và từng kiểu bài của năm học lớp 9 này không ạ? Nếu mà các bạn muốn gặp lại chị thì các bạn có thể comment xuống với chị là em có, được không? Để chị biết là các bạn vẫn đang ở đây và hưởng ứng. Đó, để chị biết là chị đang không cô đơn, chị đang không độc thoại. Được chưa nào? Rồi, nhất trí. Thế thì tuần sau nhá, chị em mình sẽ cùng gặp lại nhau với những cái dạng cụ thể. Và chị sẽ có những cái dàn ý chi tiết cụ thể để các bạn có thể làm dễ dàng hơn trong những cái dạng bài của năm lớp 9. Được chưa nào? Rồi, còn bây giờ thì có lẽ là xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em. Hẹn gặp lại các em vào những buổi phát trực tiếp của tuần sau nhé. Rồi, cảm ơn các em rất là nhiều vì ngày hôm nay đã vào đây cùng với chị và theo dõi chị từ đầu đến cuối. Rất là cảm ơn các bạn.